mời các bác nghe loa karaoke nhật xịn luôn. BMW 300V gồm có một bát 20 và hai tép hai bên, hàng bãi Huyên Zin sản xuất tại Nhật Bản, bán giá 6 triệu đồng một đôi. Xem loa hay nó hát nghe nhạc đặc thù. Những đôi loa karaoke của Nhật sản xuất tại Nhật đều có thể nghe nhạc được, hàng bãi Huyên Zin luôn, 6 triệu đồng, hàng còn tương đối đẹp luôn. Quay qua mặt sau rồi mình làm to mà các bác nghe. Góc cạnh tương đối mới luôn. 300V, 8 ohm, 250W sản xuất tại Nhật Bản. Hàng này thì các bác có muốn hàng nhái không có nhá. Nhái nó không làm những mã này. Thế lại nhái ở đâu thôi. Các bác xem video của tôi mà còn đo hàng nhái thì đừng có xem cả. Trên vinh trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu không nói nên câu ra từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mơ. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. 6 triệu đồng của tôi, xin chào. Vui kịp sống tình nhân nhưng không quên dệt.